Chào mừng quý vị đã trở lại kênh youtube.com gạch chéo đồ gỗ Đức Hiền. Kính thưa quý vị, sáng nay là sáng ngày 15 tháng 8 2019, tức là rằm tháng 7 âm lịch. Thì sáng nay có bác Chiến, một bác khách hàng tên là bác Chiến, bác muốn hỏi, bác muốn xem bộ bàn ghế gỗ vụ ta Quảng Bình cột 10x6 thứ, bộ 38 triệu và 41 triệu. Thì thưa bác, là đúng ngẫu nhiên hôm nay lại là chúng tôi đang bỏ cái bộ 38 triệu ra để đang cạo nạo lại và đang đánh giáp đây. Bộ này đã mang cái mã số là 1A38 đây, chúng tôi còn đánh dấu ở cái dưới gầm đấy. 1A38. Hàng thì rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì rất hợp lý. Tất nhiên là với cái mức độ 38 triệu và 41 triệu thì vân nó không thể đẹp bằng những cái bộ 45 50 6 70 được. Nhưng mà bộ này cũng là vân tương đối chứ không phải là không có vân. Đây, vân ở tay ở cột đây. Lúc lên hàng cũng đẹp đấy. Đây là cái ghế dài. Sản phẩm của tất cả các cái bộ ghế của đồ gỗ Hiền thì có cái nước làm nguội rất là cẩn thận. Sau khi mà phần mộc xong thì chúng tôi phải kiểm tra từng ly từng tí một như thế này. Đấy, làm nhất làm sạch lại từng ly từng dưới và đánh giáp qua rất nhiều công đoạn nó mới được cái hàng luật đà. Và đây chúng tôi không có phân biệt là cái bộ nhiều tiền hay ít tiền, mà cái nước hoàn thiện là đều là bình đẳng như nhau. Xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo số điện thoại 0984 666 999 hoặc là Zalo là 0967 666 111. Cái số trước là số Messenger và qua đó tìm được Facebook của chúng tôi. Xin tạm biệt quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip sau.